Khoảng 1 giờ sáng nay, một ngôi nhà 5 tầng kinh doanh lốp và sửa chữa ô tô ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ đã bị lửa thiêu rụi. Và điều đáng buồn thì đám cháy đã khiến 2 người tử vong, tất cả thì đều là trẻ em. Ngôi nhà 5 tầng bị cháy do ông Trần Văn Nam làm chủ. Theo người dân địa phương, đám cháy bùng phát từ tầng 1 và nhanh chóng thành ngọn lửa lớn. Ngay sau đó, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã điều động hàng chục xe chữa cháy đến cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng công an huyện Chương Mỹ và người dân cũng có mặt hỗ trợ lực lượng cứu hỏa. Vợ chồng chủ nhà cùng 2 người con trai và bà nội, bà ngoại đã chạy ra phía sau nhà rồi phá cửa nhảy xuống đất. Do phía dưới là ruộng nên mọi người đã thoát nạn. 2 bé gái là con của chủ nhà ngủ ở tầng 4 không chạy kịp đã tử vong. Một cháu sinh năm 2003, một cháu sinh năm 2006. Đến 5 giờ sáng nay, thi thể 2 cháu bé đã được đưa ra khỏi hiện trường. Hiện công an huyện Chương Mỹ đang phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.